Lấy xong chưa? Xong chưa mẹ? Dạ. Giờ mẹ đứng ra đi. Mẹ làm xong chưa? Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn rất là nhiều món đồ chơi bên trong này. Giờ mình sẽ gỡ ra nha. Rồi, cái đầu đâu rồi? Yeah.